Hello, hello anh em. Điện tử Thám Hoa xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác nhá. Vâng, với video tiếp theo buổi trưa đây. Vâng, bên em tiếp tục giới thiệu test một cặp loa bãi xịn của Anh Quốc. Đây là một cặp loa ôm được thiết kế một bát 30, một kèn. Từ của bác được sử dụng từ 19 côn 76 màng giấy gân vải tầm dâu. Đây là một cặp loa bãi Anh xịn. Mã của sản phẩm là LX4MK35 mã. Và thì với cặp loa bãi xịn Anh Quốc này, bên em test để gửi cho bạn Hải Tiến. Bạn Tiến có địa chỉ ở Lý Nhân, ở tỉnh Hà Nam. Và đây là một cặp loa bãi xịn của Anh Quốc này. Và em quay mã sản phẩm cho các anh em nhìn. Và đây là một cặp loa ôm bãi xịn nha các bác nhá. Vâng, model là LX4MK35 mã này, công suất của loa là 250W này, trở kháng 8 ôm này, sơ ri loa rất đầy đủ. Có hai cổng jack kết nối lưu trích input và đường linh ra. Đó, đây là một cặp loa bãi xịn của Anh Quốc. Vâng, giá cặp loa bãi xịn Anh Quốc LX-MK35 mã, đây là một cặp loa ôm. Vâng, giá 8 triệu đồng nhá. Mọi nhu cầu mua sắm các bác hãy liên hệ cho bên em theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Vâng, trung tâm điện tử Thám Hoa nhận là giao hàng toàn quốc, địa chỉ tại Thị Tứ, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Vâng, chất âm của cặp loa bãi xịn Anh Quốc rất là hay. Đây là một cặp loa ôm. Và bây giờ em test để đóng gói gửi cho bạn Tiến. Một mai qua cơn mê xa cuộc đời bình bồng. I'm